kinh truyền pháp luân này chưa tỷ siêu khổ thành đế là tái sanh là khổ, là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Phải sống chung với người không thương yêu, hay nhập cảnh trái ý nghịch lòng là khổ. Phải xa lìa người thương yêu, hay mất cảnh người lòng là khổ. Cầu mong mà không được như ý là khổ. Tóm lại chốc thì ngũ uẩn là khổ. Này chưa thì siêu nhân sanh, theo sách của lần đến này chính là tâm tha mãi, là nhân lần đến tái sanh, hợp với theo muốn thỏa thích, có trạng thái thường say đắm trong kiếp sống. Theo sách khổ thành đế, theo sách của lần đế là dục ái, siêu ái, phi siêu ái. Này chưa tỷ siêu, diệt khổ thành đế, này chính là diệt tận tham ái không còn dư sót, xả ly ngũ uẩn, từ bỏ ngũ uẩn, không còn có gì để luyên ái dính mắc. Này chưa tỷ siêu, pháp hành dần đến diệt khổ thành đế, này chính là bát thành đạo, ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghi, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định. Xin chào.